Mến chào quý anh chị cô chú nha. Thì hiện tại em đang có mặt tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì vị trí hiện tại em đang đứng á là nó cách quốc lộ 56 tầm khoảng 1,5 cây số. Đó. Nó cách chợ Kim Long tầm 3 cây số và nó cách trung tâm thị trấn Ngãi Giao tầm 6 đến 7 cây số nha quý anh chị. Thì thẳng con đường này nè là chạy về hướng đường mà đi song song với đường quốc lộ 56 á, là quốc lộ 56B á, là nó chạy song song với quốc lộ 56 và nó tỉa về một hướng là đường liên xã Cụ Bị và một hướng là ra ra đường mà Xà Bang Láng Lớn nha quý anh chị. Đó. Thì cách Sài Gòn tầm khoảng 70 cây số, cách sân bay Long Thành tầm khoảng 20 cây số và cách biển Vũng Tàu tầm khoảng 40 cây số. Thì hiện tại miếng đất của mình á, nó có diện tích là 1.700 m². Đó. Với 60 m mặt tiền đường nha quý anh chị, 60 m mặt tiền đường. 61 m chứ, em nhầm, 61 m mặt tiền đường. Đổ dài từ góc này chạy về cái trụ điện này kia là 61 m mặt tiền đường. Đó. Và điều đặc biệt hơn nữa là miếng đất của mình nó có hai mặt tiền đường nha quý anh chị. Một mặt tiền đường này nữa. Đó. Và tất cả đất của mình đã được phủ hồng quy hoạch đất ở hết nha. Thì chiều sâu đổ về sâu là tầm khoảng 30 mét nha quý anh chị. Đó. Đất vuông vức luôn nha quý anh chị, không méo mó gì cả. Hiện tại thì đã có trụ điện lớn nè, dây internet, dây cáp mạng đi hết rồi và xung quanh là dân cư đã ở đông đúc hết rồi. Đó. Để tiến sâu vào trong tham quan tí nha. Đó. Thì hiện tại đất mình bằng phẳng, đất đỏ Ba Giang nha quý anh chị. Thì mảnh đất này nó thích hợp cho việc phân lô tách thửa nè, vì mặt tiền nhiều mà. Cần hai sào đất mà tới 60 mét mặt tiền đường là rất là nhiều. Rất. Và xung quanh đã được bao bọc hết lưới rồi. Đó, đã phân ranh giới hết rồi nha. Bao bọc hết lưới 70 rồi. Rất là đẹp luôn anh chị. Vuông vức. Thì hiện tại gia chủ đất đưa ra cái giá là 130 triệu trên 1 mét ngang nha quý anh chị. Đó thì tổng miếng đất là khoảng tầm khoảng 7 tỷ mấy đó. Đó. Thì 7 tỷ hơn 7 tỷ thì có thể sở hữu một miếng đất vuông đẹp như thế này thì nó cũng là một điều tuyệt vời rồi nha quý anh chị. Đó. Thì mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0367054816 gặp em Hoàng Duy để mà em cung cấp đầy đủ thông tin từ vị trí cho đến sổ sách nha. Mà và tất cả thông tin liên quan về miếng đất này cho quý anh chị tham khảo ha. Và vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi để mà nhận thông báo của em từ kênh của em nhiều hơn để em có động lực chia sẻ các video về bất động sản và các cơ hội đầu tư tiềm năng cho quý anh chị ha. Vâng, mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.